Cái này là anh bị Dạ, đi đi được. là đi 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 xịt cá ở đâu chị? Tầm đi em. Dạ, người ta xịt kiếm cá ăn á, chứ Dạ. không có bán chát gì đâu. Bây giờ ở đây đâu có xịt cá đâu. Rồi xịt ban đêm đó hả chị? Dạ, ban ngày. À, ban ngày, rồi điện giật. Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là Như có một hành trình là đến hoàn cảnh của một gia đình là có một người thân vừa mất, và đó là cũng là trụ cột gia đình luôn. Và Như vừa được lên báo dân trí thì Như xem thì Như thấy hoàn cảnh cũng thương quá, cho nên là Như có ý định là Như đến để mà giúp đỡ. Thì ngày hôm nay thì Như sẽ cùng đến để xem cũng như là biết rõ về gia đình, và cũng như là mong rằng qua cái video này sẽ có nhiều người nếu quan tâm thì Như sẽ để lại thông tin bên dưới và sẽ có nhiều cái chia sẻ hơn. Rồi mời mọi người theo chân Như nha. Thì Như phải đi xe thì Như đậu ở đây, nhưng mà nghe nói là phải đi xe máy vô đúng không anh? Đi xe máy vô. Dạ dạ rồi chị, em anh dẫn đường giùm em nha, tại vì đường nhà người bạn đó là không thể đi được bằng xe lớn được, nhưng Như đã có chiếc xe nhỏ của mình đi theo tiện ha mọi người. Rồi đây đây. Dạ, đây nha mọi người, cái nhà nhỏ ở đó đó, đó là cái nhà của ba mẹ con đang sinh sống ở đó nha mọi người. Rồi. Rồi, bây giờ thì mọi người theo chân Như thôi. Bây giờ là mình phải phải đi gửi xe nha mọi người, mình phải đi gửi xe. Thì rồi mình đi bộ vô chứ mình không có đi được xe máy vô luôn. Nhà ba mẹ con ở rất là xa, và cũng như là cái điều kiện đi lại nó cũng thấy rất là khó khăn đó mọi người. Mình sẽ gửi xe ở đây. Đây là anh bên xã, anh tên gì anh? Họ chữ Thạch Đỏ. Dạ, anh này là tên Thịnh nha mọi người. Hội Nhịn nè. Anh Nhịn, hội chữ Thập Đỏ, xã Châu Hưng A. Dưới bài báo có tên anh đó. Dạ. Đây nha mọi người, đây là nhà của hoàn cảnh của chị Ngô Thị Trang nha mọi người. Thì Như coi được ở trên báo Dân Trí thì có đăng cái hoàn cảnh này, Như thấy thương quá. Tại vì thấy bé nó còn nhỏ quá, cho nên là hôm nay Như đến để mà Như giúp đỡ. Chị ơi. Dạ. Rồi, rồi. Rồi, rồi, lên cho khách nè. Ủa, sao quay vậy? Chắc thấy trên mạng. Ôi trời ơi, cưng quá đi. Ơi cười, Trang ơi cười nè. Nó thích làm sách. Bữa Trang ơi, con ơi, ôi trời ơi, cười. Ôi trời ơi, quen không? Quen ông mà cười dĩ chắc. Quen ông mà cười dĩ chắc. Chỗ tầng công an tỉnh á. Có bữa cái đoàn có lại. Rồi cái ê, cười cô Như. Ê, cười cô Như, cô Như ẩm nhé. Chưa tắm nha cô Như ơi. Trời con ơi, con ơi, con ơi. Trời ơi, này trai gái ta, trai mà. Rồi, cưng quá. Cái này là anh bị là đi 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 xịt cá ở đâu chị? Dạ, người ta xịt kiếm cá ăn á, chứ dạ. Không có bán chát gì đâu. Bây giờ ở đây đâu có xịt cá đâu. Rồi xịt ban đêm đó hả chị? Dạ, ban ngày. Ban ngày, rồi điện giật. Bé này nó nhiêu tháng rồi chị? Mùng 7 này là 4 tháng. Là nhà là ba mẹ con. Ba mẹ con phải không? Dạ, ba mẹ con. Em ruột. Em út. Hồi đó anh còn sống thì chị ngồi ngồi nói nghe nè chị. Em thì em coi được của bên báo á, thì em thấy, cho nên là hôm bữa giờ em mới sắp xếp công việc em đến được. Rồi giờ chị có làm gì không? Em ở nhà thì làm tranh, làm bánh. Là khắc tranh rồi đó hả? Khắc tranh cho người ta mướn đó đúng không?
người ta mướn hay là làm ơn? Trên này cái chân nó mua mẫu về à. Nó ấn vào cái hạt đá vậy. Rồi bình thường cái tiền sinh hoạt hàng ngày của mình sao? Thì giờ hẳn ngày thì mấy mạnh thường quân rồi cũng cho xài gạo nước. Rồi có tính công việc gì sắp tới làm hàng ngày không? Chứ em thấy chanh đó mình làm cũng phải có thời gian đúng không anh? Ừ. Đó, rồi sinh hoạt hàng ngày, rồi tiền ấy, sinh hoạt, rồi nuôi bé nó nhỏ quá nữa. Tính cho nó nhớ cái lợi, bà nội, bà ngoại đi làm. Đi làm hả? Nếu mà chị có cần việc làm chị nhắn em nha. Dạ, dạ. Tại công ty của em cũng đủ người rồi, nhưng mà có cần việc làm thì mẹ con cứ nhắn. Dạ. À, tại vì sắp tới là em có xây cái kho. Ví dụ như mẹ con ở xa quá thì em có cái phòng đó, thì mẹ con muốn ở đó thì ở. Tại nữa á, em xây cái kho đó anh. Cái kho ở trong khu đi ốc á, là em có xây phòng cho nhân viên ở lại. Nếu dạ, nếu rồi ăn uống thì thí dụ như ba mẹ con ở đó thì dọn dẹp tiếp em vậy thôi. Rồi có cái phòng đó, rồi ba mẹ con có muốn ở lại thì ở. Tại sợ đi đường đêm, nếu như mà làm tăng ca là về khuya dữ lắm. Trời ơi. Em làm đó là phải ba mẹ con ở á. Dạ. Phải có người chăm bé nữa. Chị chăm. À, chị hai à, chị hai chăm em được không? Dì Út đó hả? Ừ. À chị hai đâu có à, thấy có bé nhỏ bé chưa đi về bà ngoại vậy hả? Bà ngoại trực tiếp rồi chị Như hồi tối luôn vậy hả? Mới coi chị Như hồi tối luôn. Ừ, chị thấy cũng được. Cái này dạng kiến thấy chị Như rồi đúng không? Ở đây mà cũng có fan nữa nè mọi người. Nói là cũng còn có chị Như ở Bạc Liêu bà không tin. Chàng ngồi nín thinh nè chàng. À, nó thích nam, nam loại đòi vậy đó. Uống nước đi Như. Dạ 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 được rồi. Thì bữa nay thì Thiền đến ủng hộ gia đình với lại là chia buồn. Dạ. Anh là mất năm nhiêu tuổi chưa? 34 tuổi. Là lúc mà điện giật là hay không? Dạ không, cũng khoảng nửa tiếng mới hay. Dạ. Là ban ngày vậy đó hả? Rồi đi xịt cá đi, đi là mình cầm điện mình xịt hay là giờ này nè. Là sao? Là hay là lúc người ta để điện đó rồi mình lỡ ấy. Cái bình 12 á rồi có cái xịt cái mình cục xịt riêng. Cục xung điện á. Dạ dạ dạ. Đó, biến từ 12V nó ra tới 180V. Ừ. Rồi nó ấy. Tội nghiệp quá. À. Ừ, ơi chàng. Cười, nãy kêu cái cười anh. Cười te tét cái miệng gì á. Ê. Ê. Quen không? Ừ. Quen không mà cười. Hồi xin số điện thoại đi chị. Tại chị không biết bé nó uống sữa gì rồi cười. Có nhiêu tháng á chị tính. Nãy là em nói là em đi mua tả với sữa. Mà em đâu có biết là cái thằng nhóc này này nó nhiêu tháng đâu. Rồi sợ mua tả không vừa với mua sữa. Không biết mua sữa gì. Tại bé nó phải uống đúng. Bé uống bú mẹ hay gì? À bố mẹ hả? À bố mẹ. Thì mua tính mua sữa cho con bé lớn. Không biết bé lớn uống sữa gì. Rồi bé về ngoại rồi. Rồi bình thường ở nhà thì làm chanh. Tắm chưa? Trời ơi cười 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 cười. Tắm chưa? Tắm chưa? Chưa tắm cho con nữa đó hả? Hả? Trời ơi sáng không tắm cho người ta. Người ta nực muốn chết luôn. Người ta nực muốn chết luôn mẹ ơi. Hả? Mê ngủ sáng giờ chưa muốn thức. Thôi thì nhỏ xíu rồi. Ừ. Nhà bà nội hả? Chào cô. Bà nội là con chồng chị là thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư hả? Bà nội có nhiêu người con? 4 người. Nhiêu trai nhiêu gái? 6 người. À. Ủa, trời cười hoài vậy trời, chắc đem về nhà quá. Chắc đem về nhà quá. Ừ, chắc đem về nhà nuôi quá. Ha, đem về nhà nuôi luôn nha. Chịu không? Chịu không? Ôi trời, chắc đem về nhà nuôi luôn, chịu không? Chịu không? À, nè, ẩm đi, để em gửi. À, thí dụ như có khó khăn gì á thì cứ điện ha, cho em số đi. Rồi có sữa tả gì đó, mà có ai ra Bạc Liêu hay là em có khi em hay đi từ thiện ở trên chùa Châu Long á. Nè, ngồi đi đấy. Em hay đi từ thiện trên chùa Châu Long á, thì có đi ngang á, và điện anh nhìn á, em gửi sữa với tả vô cho bé. Nó mang tả size gì? Không biết nữa, thường mua theo ký à. Nhiêu ký rồi? Này
chắc cũng khoảng 3 kg, 4 kg. Bé này không 4 kg đâu nha. Nhìn nó không 4 kg đâu, nó 5 kg mấy. 5 kg 6 kg gì à, chỗ nhìn ngoài vậy, nhìn ngoài vậy. Nhiều chuyện lắm cô ơi. Nhiều chuyện quá vậy hả? Hả con? Con ơi. Tội nghiệp quá mọi người. Ờ, nhỏ vậy đó rồi lớn rồi đâu có nhớ mặt cha đâu. À, nhìn cha qua hình thôi chắc rồi cưng dữ lắm ha, con mới có thằng trai cưng dữ lắm. Cha cưng ôm ngủ không chứ. Mặn xong về là buông ra là nhận ôm ngủ. Là ôm thằng này ngủ đó dạ. Thì rất buồn. Tội nghiệp con quá thôi, trời ơi cười lên đi. Thôi cố lên nha, cố lên. Ông trời ổng cho mình mất cái này thì ổng cũng sẽ cho mình lại những cái khác nha. Hai mẹ con cố lên. Có bé nó lớn có muốn đi làm thì cứ nhắn nha. Biết Như mà, đúng không? Dạ, biết. Biết Như mà. Đây nè, thằng này nó cũng biết nữa, đứng cười hoài kìa, biết không? Coi đâu? Coi trên Facebook. Gì đó hả? Trên Facebook tôi gặp cái cô. Như trên Facebook là thích lỗi tùm lum tà lé, lỗi xin lỗi bùm tùm lum tà lé. Chàng ơi cưng quá vậy, cưng luôn vậy đó chàng. Bữa nay gặp cô Như im ngu ta, không có đòi, không có tròn ta. Vậy hả? Bữa không đòi vậy đó, đòi mấy người nhau dữ lắm. Vậy hả? Đòi đòi mẹ hả? Đòi mấy người là khách á. Dạ. Mấy người khách nam á. Nó đòi mấy người nam, nó thích nam. Vậy hả? Kỳ vậy, cười chết miệng hoài vậy ta. Cười chết miệng hoài vậy ta. Trời ơi, cười hoài vậy ta. Trời ơi. Đây mang tải gì đâu, cô Như coi. Tải gì, tải này tên gì? Cái gì đấy? Phone gì? Không cười nữa nè. Để về soạn mớ đồ, có gì gửi vô cho. Em có đi hay đi phát cơm ở trên bệnh viện Vĩnh Lợi, thứ năm nào cũng phát hết trơn á. Bệnh viện Vĩnh Lợi là cô, anh cô Kiếm phát thứ sáu đó em. Em phát thứ năm á. Ờ, em phát thứ năm à. Có dẹp đi, chừng nào em có đi á là em liên hệ với anh chị ra đó, anh lấy đồ nó gần cũng được. Hoặc là em chạy vô đây cũng gần mà. Em để cho tiệm em cũng được. Đâu, tải gì đâu để coi biết mua cho nó giống nè. Có tiệm anh đến cũng được, sao anh đi Bạc Liêu thường lắm. Uni phải không? À Uni biết rồi. Rồi. Cái này là em không có góp của ai hết á, mà cái này là dạ. Cá nhân của em nha. Gửi cho hai mẹ con 5 triệu để dạ, hai mẹ con trang trải nuôi bé lớn với lại ăn uống đặng dinh dạ. Dưỡng đặng nuôi thằng cu này nè. Ha. Rồi mọi người ơi, thì đây là cái hoàn cảnh của mẹ con chị Trang á. Thì là chồng thì không may là đi mà xịt cá bằng điện ban ngày đó mọi người. Thì lỡ là bị điện giật và mất rồi. Mất bao lâu rồi em? Tới bữa mùng ba này, còn mấy bữa nữa là được 3 tháng. Là gần 3 tháng rồi, thì là trụ cột trong gia đình. Thì giờ là bé này thì chỉ mới có bao nhiêu tháng? Chính xác 3 tháng mấy. À là chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi mọi người, thì đã mất cha rồi rất là tội nghiệp. Và còn một bé gái lớn nữa, và một mình chị này thì chắc chắn là phải đứng ra để nuôi hai con rồi. Cho nên là Như cũng rất là thương. Và Như làm cái clip này để mong rằng là nếu như mà có một ai hảo tâm thì Như sẽ để thông tin ở bên dưới để cho mọi người liên hệ. Và mọi người có thể giúp đỡ gì thì cái đó là sự hoan hỷ, cũng như là cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái địa chỉ ở đây là ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A. Rồi, ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Và mọi thông tin của những anh bên Hội Chữ Thập Đỏ hay là mọi thông tin liên lạc gì đó thì Như sẽ để ở dưới comment của tập YouTube lần này để cho mọi người có thể là liên lạc trực tiếp để có thể là tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Rồi, khóc rồi dịp chứ.